nghi án cha đâm chết con trai, do bất hiếu rồi tự sát. Liên quan đến vụ hai cha con, nghi bị sát hại trong nhà ở Sài Gòn. Như đã thông tin, đến nay qua điều tra hiện trường, lời khai của các nhân chứng và người có liên quan, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng khả năng người cha đã giết con trai mình rồi tự vẫn. Hai nạn nhân là ông Trần Xuân Điệt, sinh năm 1946, và người con trai là Trần Phước Long, sinh năm 1987, cùng ngụ quận Tân Bình. Như đã thông tin, trưa ngày 14 tháng 6, vợ ông Điệt không thấy con trai ra phụ giúp việc ở chợ Tân Bình, nên gọi điện thoại cho hai cha con, nhưng không ai bắt máy. Bà về nhà ở đường Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình để tìm hiểu, thì tá hỏa khi phát hiện, ông Điệt và Long nằm tử vong trong nhà, ở các vị trí khác nhau. Khi có mặt, công an ghi nhận, ông Điệt tử vong trong tư thế nằm, ở khu vực bếp thuộc tầng trệt, chỉ mặc chiếc quần đùi. Còn anh Long tử vong trong phòng ngủ tại lầu 1, không mặc quần áo. Trên cơ thể hai nạn nhân có nhiều thương tích. Cạnh thi thể ông Điệt, công an có thu giữ một con dao dính máu, được xác định là hung khí gây án. Đáng nói, công an thu giữ một cuốn sổ, trong đó có bút. Vì sao phục hồi điều tra vụ án, Hoa hậu Phương Nga? Hôm qua ngày 14 tháng 6, cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định phục hồi điều tra vụ án. Trương Hồi Phương Nga, tức Hoa hậu Phương Nga, bị cáo buộc lừa đảo tài sản. Theo cơ quan điều tra, sau thời gian tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can để chờ kết quả giám định hồ sơ, nay đơn vị này đã nhận được kết quả giám định, vì vậy có cơ sở để phục hồi điều tra vụ án. Ngoài ra cơ quan điều tra cũng phục hồi điều tra bị can đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thủy Dung. Trước đó, Phương Nga và Thủy Dung hai lần hầu tòa với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng công bố tại hai phiên tòa cho rằng, vào tháng 7 năm 2012, ông Cao Toàn Mỹ quen Trương Hồ Phương Nga thông qua Facebook. Nga cho biết có thể mua giúp ông Mỹ nhà giá rẻ, nên ông Mỹ đã chuyển cho Nga tổng cộng 16,5 tỷ đồng để nhờ mua, nhưng không được. Phương Nga sau đó không trả lại tiền cho ông Mỹ, nên bị ông Mỹ tố cáo. Ngày 9 tháng 3 năm 2015, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam Phương Nga và Thủy Dung. Ngày 21 tháng 9 năm 2016, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm lần 1, nhưng tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung do xuất hiện tình tiết mới là hợp đồng tình dục giữa Nga và Mỹ. Sau đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát, nhưng cơ quan này tiếp tục trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung lần 2. Tháng 3 năm 2017, Công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận vụ án và Viện Kiểm sát Nhân dân phố Hồ Chí Minh truy tố lần 2 đối với Phương Nga và Thủy Dung. Giữ nguyên quan điểm, truy tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai bị can này. 9 nội dung được yêu cầu điều tra bổ sung. Tại phiên tòa sơ thẩm lần 2, vào tháng 6 năm 2017, Hội đồng xét xử, Tòa án Nhân dân phố Hồ Chí Minh quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho Phương Nga và Thủy Dung tại ngoại, đồng thời trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ 9 nội dung, gồm, điều tra thời điểm tạo lập các văn bản, thỏa thuận mua bán nhà, giấy thỏa thuận nguyên tắc, ngày 5 tháng 10 năm 2013, giữa Phương Nga và bà Dương Thị Kim Phi, chủ căn nhà số 7 Nguyễn Trãi, làm rõ việc Cao Toàn Mỹ nhận các bản thỏa thuận, hợp đồng mua bán nhà từ ai, chứng minh nguồn gốc các giấy tờ này. Chứng minh Thủy Dung đã tham gia như thế nào trong việc tạo lập hợp đồng mua bán nhà, giấy nhận tiền, làm rõ số tiền 16,5 tỷ đồng của ông Mỹ chuyển cho Phương Nga không phải là tiền thỏa thuận mua bán nhà, thì cần điều tra làm rõ ai là người đã tạo lập những hợp đồng mua bán nhà. Giấy tờ liên quan, nhằm mục đích gì? Điều tra làm rõ lời khai của Phương Nga và Thủy Dung, cùng một số người làm chứng. Nội dung xét hỏi tại phiên tòa và địa chỉ một số địa chỉ khách sạn do luật sư của bị cáo Nga cung cấp để xem xét có hay không nhằm xử lý hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, điều tra làm rõ lời khai của Phương Nga và các cá nhân liên quan về việc thuê người đe dọa ông Mỹ, cũng như lời tố cáo của Nga tại phiên tòa rằng ông Mỹ cũng có hành vi đe dọa đối với cô, yêu cầu trích xuất dữ liệu trong các email mà Phương Nga cho rằng đây là nội dung thỏa thuận hợp đồng tình cảm giữa Phương Nga và ông Mỹ, làm rõ việc thông cung trong quá trình tạm giam Phương Nga và Thủy Dung, điều tra làm rõ 17 lần xuất cảnh giữa Phương Nga và Cao Toàn Mỹ. Cơ quan điều tra không kịp hoàn tất điều tra bổ sung trong thời gian một tháng theo luật định, nên đã tạm đình chỉ vụ án để chờ kết quả giám định và xác minh, làm rõ. Nay, khi nhận được kết quả giám định, cơ quan điều tra hủy các quyết định
tạm đình chỉ vụ án, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, phục hồi điều tra vụ án. Điều tra bị can như nói trên. Khi anh bán vé số dạo ngồi vào ghế công chức. Anh Kim Thái, 38 tuổi, người bán vé số, có điểm thi công chức cao nhất cho biết đã chính thức đi làm việc tại Ủy ban Nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Kim Thái được bà con ở địa phương nể phục vì tấm gương ham học và có ý chí vươn lên, anh xứng đáng để ngồi vào chiếc ghế công chức hiện nay. Nói hai chữ xứng đáng bởi vì anh không phải là đồng chí hay con đồng chí nào theo đối tượng hậu duệ. Cũng không phải là người có tiền tệ để chạy vào cơ quan chính quyền, cũng không phải là đồ đệ của lãnh đạo địa phương. Bán vé số dạo làm gì có cửa, làm đồ đệ lãnh đạo. Anh đúng là người bước vào cửa công chức tiêu chuẩn trí tuệ. Kim Thái, con nhà nghèo, đông anh em không có điều kiện đi học, thời trẻ thi vào cao đẳng nhưng chỉ theo học được 2 năm thì phải nghỉ học để làm việc phụ gia đình sinh nhai. Lập gia đình, ngoài nghề nông anh còn đi bán vé số dạo, vậy mà nuôi chí ăn học, đăng ký học từ xa chuyên ngành luật Đại học Cần Thơ, tốt nghiệp cử nhân luật. Kim Thái ôn luyện tin học, ngoại ngữ và các môn học bổ sung kiến thức để thi tuyển công chức. Kết quả Kim Thái đạt 213 điểm trên 5 môn, trí tuệ là vậy đó. Kim Thái là người gây nguồn cảm hứng bởi vì bà con dân tộc Khmer, nhất là các bạn thanh niên có thể tin rằng nếu quyết tâm học tập, có chí tiến thủ thì sẽ đạt được ý nguyện như Kim Thái. Ở tuổi 38 đã có gia đình, Kim Thái còn học và thi tuyển công chức độ cao, huống chi các bạn trẻ. Và qua chuyện anh Kim Thái cũng cho thấy thêm một điều, đó là tỉnh Sóc Trăng rất công bằng trong tuyển dụng công chức, tổ chức thi tuyển và tất cả mọi người đều được quyền tham gia nếu đảm bảo các tiêu chuẩn đầu vào. Thi đỗ thì được nhận làm việc bố trí công tác chính thức như anh Kim Thái, được làm việc ở văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Long Phú, công khai và minh bạch trong tuyển dụng công chức như vậy thì mới chọn được người có năng lực thật sự. Nhiều nơi còn tình trạng lo lót chài chọt, nhất là ở các cơ quan có màu mỡ, tại sao không tổ chức thi tuyển và công tâm sử dụng cán bộ như tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng anh Kim Thái. Thực ra chuyện anh Kim Thái chẳng có gì mới, ngày xưa triều đình tổ chức thi cử bất cứ con ai, cháu ai, thi đỗ thì được bổ nhiệm làm quan tùy theo cấp thi, tiến sĩ thì làm quan lớn, đỗ trạng nguyên được vinh quy bái tổ, đôi khi học và làm theo những cái tốt đẹp của cha ông cũng là một sự đổi mới. Cục trưởng Cục chống tham nhũng, quan chức có 4, 5 cái nhà, có bao giờ lấy tên mình, vợ mình đâu? Cục trưởng Cục chống tham nhũng cho rằng, quan chức có 4, 5 cái nhà, có bao giờ lấy tên mình, vợ mình đâu, toàn lấy tên người thân cả. Theo dự thảo luật phòng chống tham nhũng, sửa đổi, có 2 phương án xử lý tài sản, kê khai không trung thực là, đánh thuế 45%, hoặc xử phạt 45%. Giá trị tài sản bằng tiền. Ngoài ra, nhiều đại biểu còn mong muốn, mở rộng đối tượng kê khai, sang cả người thân của người phải kê khai tài sản. Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Phạm Trọng Đạt, ý kiến đó còn gặp phải nhiều phản biện. Nếu mở rộng đối tượng kê khai tài sản ra người thân quan chức, thì có ý kiến cho rằng, cần phải tính toán lại rằng, người thân nhiều quá, thì quản lý thế nào được. Nhưng theo tôi, nếu thực sự muốn quản lý, thì phải kê khai, quản lý người thân quan chức. Quan chức có 4, 5 cái nhà, có bao giờ lấy tên mình, vợ mình đâu, toàn lấy tên người thân cả. Mà người thân họ làm doanh nghiệp, hay làm việc khác, thì ai được quyền hỏi người ta? Người ta không phải đối tượng phải kê khai. Nhưng thực tế cho thấy, đó là kẽ hở để quan chức đưa tài sản cho người thân. Mình biết có nhiều quan chức đưa tài sản cho người thân của mình, nhưng không làm sao xử lý được, vì không có quy định. Hỏi những người được chuyển giao, họ nói họ không phải đối tượng kê khai tài sản. Họ làm ra đấy, nếu làm sai thì bắt đi, nhưng làm sao mà bắt được? Theo Cục trưởng Đạt, những vấn đề tồn tại đó sẽ cần phải có phương án giải quyết trong tương lai. Tuy nhiên, đứng về khía cạnh nào đó, để chống tham nhũng thì đã là quan chức. Phải chấp nhận những ràng buộc, yêu cầu như thế, thế mới làm quan chức, còn không thì thôi, đừng làm quan chức nữa. Có nhiều ý kiến cho rằng, việc đánh thuế 45% tài sản bất minh là hợp pháp cho tham nhũng, Cục trưởng Cục chống tham nhũng phủ nhận. Và nói thêm rằng, nếu cơ quan chức năng phát hiện ra đó là tài sản tham nhũng thì có quyền khởi tố và tịch thu, không loại trừ trách nhiệm hình sự. Luật như thế là chặt rồi. Theo Cục trưởng Phạm Trọng Đạt, việc phòng
chống tham nhũng hiện tại còn gặp nhiều khó khăn. Sắp tới phải có cơ quan chuyên về quản lý, lưu trữ, thẩm định, xác minh việc kê khai tài sản và chịu trách nhiệm về việc này thì mới thống nhất được. Mấy năm vừa rồi, giao các địa phương, bộ ngành phát hiện quá ít các trường hợp kê khai không trung thực. Chưa có một cơ quan quản lý sâu chuyện này. Quốc hội cần có ý kiến, làm luật, từ đó mới có cơ sở pháp lý, giải quyết những vướng mắc về cơ chế. Chính sách, điều kiện hiện tại. Tháo gỡ được cái đó thì sẽ làm được. Con người đã sẵn sàng rồi, ông Đạt nhấn mạnh. Dự thảo luật phòng, chống tham nhũng, là dự án luật được Quốc hội dành thời gian thảo luận dài nhất tại kỳ họp thứ 5. Và dự tính đến kỳ họp thứ 6 mới xem xét thông qua.